Xin chào chú chị nha, hiện tại thì em đã có mặt ở ngay nhà này. Thì hôm nay thì anh có về là một lô bò sữa 4 con nha chị, giá rất là rẻ nha. Đó, ngày hôm nay thì em lên giá rất là rẻ nha chị, nên là mình có xem được cái video của em á. Thì mình nhắc máy gọi điện tai cho em ha, giá vô cùng rẻ nha chị. Thì trong cái đàn bò này á, thì nó có 3 con bò đực và một con bò cái nha chị. Đó, tất cả là kiểm tra từng con một nha. Xá tích là nghiêm chỉnh hết nha chị, xá tích nghiêm chỉnh ha, chân móng ngoèn thiện móng sò nha chị. Đó, tất cả 4 con bò sữa này thì em đã kiểm tra rồi, tất cả đều là đầu trụi hết nha. 4 con bò sữa này thì nó tầm khoảng là 20 ngày cho đến là 1 tháng tuổi nha chị. Đó, nó đã biết ăn rơm, ăn cỏ ít rồi nha chị. Đó, và ngày hôm nay cái lô bò này á thì em bán đồng giá với anh chị á, là mỗi một con là 3 triệu nha. 4 con em bán một lần là 12 triệu nha chị, 12 triệu cho cái lô bò sữa này nha. Thì nếu như mà cô bác anh chị có theo dõi cái kênh của em hàng ngày á, thì anh chị biết là cái lô bò này á, thì em bán rất là rẻ nha anh chị. Đó, anh chị có tâm tầm tiền là 12 triệu thôi, chỉ 12 triệu là anh chị sổ ngay là 4 con bò nha anh chị. 4 con bò để chúng ta đem về vỗ béo và sinh sản nha anh chị, rất là tốt nha, giá rất là rẻ nha chị. Và em mong được nếu như mà anh chị nhắm bưng được 4 con bò này trong cái tầm tiền 12 triệu á, thì anh chị nhắc máy liền tay gọi ngay cho em ha, đặt cọc trước em là 2 triệu ha, để chúng ta là giữ riêng cho mình là cái lô bò đực này nha chị, rất là đẹp nha, em bao rẻ nha chị, bao đẹp luôn ha. Đó, và em nhắc lại lần nữa là để cho cô chú anh chị yên tâm ha, cái lô bò này á thì trong đàn bò này thì nó có 3 con bò đực và một con bò cái nha chị, xá tích nghiêm chỉnh hết, đầu trụi hết, chân móng hoàn thiện hết, móng sò hết cho anh chị ha. Nó tầm khoảng là 20 ngày cho đến là 1 tháng tuổi nha anh chị, với mức giá là 12 triệu ha. Thì cái giá này thì em bán một lần nha, cái lô này em bán một lần. Đó là em bán sang cả với nhau là 3 triệu đồng một con nha, 4 con 12 triệu em bán một lần. Nếu như mà cô bác anh chị mình đang trong cái tầm tiền mà 12 triệu, mình muốn mua cái lô bò 4 con này mình nuôi á, thì anh chị có liên hệ trực tiếp ngay cho em cái đặt cọc của em ha, em sẽ giao đến tận nhà cho anh chị ha. Và cái lô bò sữa 4 con này á, thì em sẽ bao xe cho anh chị là trong vòng khoảng là 10 đến 20 cây nha anh chị, 10 đến 20 cây đổ về nha. Tại vì em bán cái lô bò này em bán xả cho những anh chị mà mình không có vốn nhiều á, mình đang đi làm công nhân thì mình muốn mua mình phát triển kinh tế sau này á, hay là những anh chị mà mình vừa mới kết hôn và mới ra riêng á, mình muốn mua 4 cái con bò sữa này để mà phát triển thêm dài dài kinh tế sau này á. Đó nên là em chỉ bao xe được trong phạm vi là 20 cây số đổ về nha anh chị. Đó, còn nếu như mà cô bác anh chị mình muốn mua, anh chị ở xa thì anh chị phụ cho em là chút đỉnh tiền xe ha. Cái này thì em chỉ hỗ trợ anh chị là chút đỉnh tiền xe thôi. Đó, tại vì lô này thì em bán rất là rẻ, anh chị có 3 triệu đồng một con ha, 4 con 12 triệu ha. Nên là anh chị có xem được chương trình của em, mình muốn mua cái lô này nuôi bò béo để phát triển kinh tế sau này thì cứ liên hệ cho em nha. Còn bây giờ em chào cô chú anh chị nha.